Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình đối với 3 bị cáo và tuyên chung thân đối với 2 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp. Ngày 1 tháng 3, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với 3 bị cáo: Nguyễn Bảo Ân, 39 tuổi, trú phường 1, thị xã Quảng Trị, Phan Văn Thắng, 31 tuổi trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, Nguyễn Hải Định, 27 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, cùng tỉnh Quảng Trị, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, các bị cáo đã 3 lần mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số tiền giao dịch hàng trăm triệu đồng. Tăng vật thu được trong vụ án là 30.000 viên ma túy tổng hợp.